Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái dàn mướp nhà mình nha. Đây là cái dàn mướp Hương trồng theo quy trình hữu cơ ha. Rất là sai trái anh chị ha. Đó, xem rồi. Đây, dàn mướp. Đó, ha. Trái này hái được rồi ha. Đây. Đây là dàn mướp nó rất là đẹp đây ha. Trái ra đều đây. Ha. Rồi. Thì cái cỡ này các bạn hái được rồi nè. Cái này nó ăn rất là ngon rồi ha. Đây. Trái thì nó cỡ ngang tay mình, cỡ ngang rưỡi mình ha. Này đó. Hôm nay là trái nhỏ đây ha. Đây đó. Đây là dàn mướp. Rất là đẹp. Đây. Đây này các bạn nhìn ra đỡ đã nè. Đây nè. Rất là nhiều ha. Ừ. Dưới là nuôi cá. Ồ. Đây, bông à. Đây. Đó. Tất cả đều xài theo hướng hữu cơ hết. Ừ. Rất là sung. Mình chỉ phun dịch cá nè, dịch trùng nè. Này. Rồi. Đó, xem các bạn ha. Dàn mướp Hương. Ồ, con trai nằm trên kia. Để mình lấy xuống cho nó nằm xuống đây.